Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hôm nay chúng tôi là xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sập thờ. Đây là bộ sập thờ. Đấy, bộ này thì gồm đầy đủ các thứ chúng tôi đã bày biện ở bên trên rồi. Gồm có ngai, hạt, ống hương hoa, có bình hoa và bình dĩa quả. Bộ này là chân 18, được đục chạm tứ linh. Dạ này là được đục chạm tứ linh nhé. Tôi đã hoàn thiện cho chị khách hàng ở bên Thanh Ba, Phú Thọ. Đấy, đây là đường nét đục chạm của chiếc dạ này. Tôi đi máy chậm mà quý vị thấy cái đầu cổ rất là sắc nét rồi. Từng con phượng. Còn đây là toàn thể của chiếc sập thờ. Quý vị ai có nhu cầu thì có thể liên hệ lấy Đồ Gỗ Tùng Tám trên số điện thoại 0987 510 816. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.